Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Mix It Up. Hôm nay Hà xin giới thiệu một loại cocktail đã có mặt rất là lâu đời, đó chính là Kamikaze. Tokyo. Nhưng có nhiều nguồn tin thì Kamikaze được ra đời vào năm 1970, vào cái thời mà disco rất là thịnh hành. Kamikaze là một vodka cocktail có một hương chanh nhẹ và một sự ngọt ngọt đến từ orange liqueur, triple sec hoặc là chúng ta dùng control. Để thực hiện được Kamikaze, chúng ta cần những nguyên liệu như sau: vodka, nước chanh tươi, triple sec hoặc Cointreau. Cả hai thứ này đều là orange liqueur. Kamikaze là một shaken cocktail, các bạn sẽ cần shaker, Boston shaker. Một điều cần lưu ý với Boston shaker này là khi các bạn build cái cocktail á, thì các bạn sẽ build vào cái nhỏ trước, rồi sau đó mình sẽ lấy cái lớn úp lại và mình shake. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ cần 1.5 ounce vodka, 0.5 ounce lime, nước chanh tươi và 0.75 ounce orange liqueur, họ sẽ dùng triple sec. Và một thứ mà họ quên nói với các bạn đó chính là simple syrup. Simple syrup là nước đường. Vì sao chúng ta lại để nước đường vào? Thì nước đường sẽ làm giúp cocktail của chúng ta sẽ hòa quyện vị chanh cũng như là orange liqueur và vodka. Các bạn dùng 0.25 ounce simple syrup. Và cuối cùng là chúng ta sẽ để nước đá vào ice. Sau đó chúng ta bắt đầu shake nhé. Khi mà shake thì đây là bài đầu tiên mà Hào sẽ hướng dẫn về shake. Và khi shake thì shake như thế nào là đúng? Các bạn nên nhớ là mình sẽ hướng về bên trái hoặc là hướng bên phải để shake. Tại vì nếu mà khách của các bạn ngồi đằng trước á, thì các bạn không muốn shake như thế này thì sẽ vô mặt khách. Còn nếu như bạn đằng trước các bạn là một khoảng không và giống như là nơi để mà các server đến và để lấy cocktail á, thì các bạn shake đằng trước không sao, nhưng mà đang biểu diễn ở đằng sau quầy bar đúng không, thì mình sẽ shake ngay để các bạn điều nghệ hơn. Và shake như thế nào? Shake như thế nào thì tùy vào phong cách của các bạn và tùy vào cách các bạn muốn shake như thế nào. Có người sẽ shake như thế này, có người sẽ shake như thế này, có người sẽ shake như thế này, hoặc là mình sẽ shake như thế này. Cách nào cũng được, miễn sao các bạn thoải mái, cocktail của bạn shake thật là lạnh và uống thật ngon là được rồi. Giờ shake nhé. Ôi, để các bạn nhớ là Boston Shaker. Khi các bạn thao thức Boston Shaker, tại vì cocktail nó sẽ lạnh rất là nhanh hơn và các bạn sẽ có thể cảm được cái vùng như là nó hầu như là đóng tuyết ở ngoài này, thì là cocktail của mình đã lạnh đúng rồi. Kamikaze sẽ được serve up ở trong cái martini glass. Thì ở nhà hàng họ đã cái tủ lạnh để làm martini glass nó lạnh rồi. Các bạn không cần phải bỏ ice vào, bỏ nước vào để làm lạnh cái ly. Serve up có nghĩa là gì? Serve up có nghĩa là serve ở trong martini glass, là không có ice mà chỉ là cocktail thôi. Sau khi shake cocktail xong thì các bạn sẽ lấy đầu nhỏ ra và để xuống. Chúng ta sẽ dùng strainer để là bên trên. Một điều cần lưu ý là tất cả các loại shaken cocktail sẽ phải cần double strainer. Double strainer có nghĩa là sao? Có nghĩa là đây là một cái loại strainer thứ nhất các bạn để vào miệng của shaker. Strainer thứ hai các bạn sẽ để ở trên cái ly. Và chúng ta sẽ pour cocktail qua cái strainer thứ hai. Lý do tại sao mà chúng ta double strainer, tại vì các bạn có thể thấy là cái phần ice nhỏ như thế này, khi mà mình shake nó sẽ bị bể trong cái shaker. Thì khi mà bạn pour vào trong cái double strainer thì sẽ nảy lược cái phần ice nhỏ này đi. Thì khi đó chúng ta, cái cocktail của chúng ta nó sẽ không có bị hòa tan với ice nếu như mà chúng ta không double strainer.
vào trong cái cocktail này thì cái vị cocktail nó sẽ giữ được lâu hơn. Một điều là kamikaze sẽ không có garnish, như là không có một cái lát chanh mỏng hoặc là những cái lime wedge thì không có cái đó. Kamikaze chỉ serve up như thế này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé. Rất là ngon các bạn ạ. Đó là một sự hòa quyện của vodka, orange liqueur, simple syrup và nước chanh tươi. Chút rất là thanh lịch và rất là tinh tế. Ngoài ra, kamikaze còn có thể được làm thành một dạng gọi là shooter. Shooter ở đây có nghĩa là những loại shot nhỏ để mà uống. Thì shooter sẽ phù hợp với một group của những đám bạn đi chơi với nhau. Như các bạn, nếu các bạn muốn take shot nhưng mà có thể vodka hoặc là những loại liquor khác nó rất là mạnh, thì các bạn muốn một chút gì đó nó dễ dàng uống hơn thì kamikaze sẽ là một giải pháp. Và sau đây Hào sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để làm được shot của kamikaze. Kamikaze shooter sẽ equal part. Equal part có nghĩa là đo lường của tất cả các loại rượu bằng nhau. Thì chúng ta sẽ cần 1 ounce vodka, 1 ounce nước chanh tươi và 1 ounce triple sec. Đừng quên 0.25 ounce simple syrup. Lý do again Hào dùng simple syrup để làm cocktail mịn hơn và smooth hơn. Và bây giờ ta shake nhé. Và chúng ta sẽ dùng shot glass để đựng kamikaze shooter. Đừng quên double strength. Và đây là kamikaze shooter. Đây có thể sẽ là một sự lựa chọn rất là thông minh dành cho tất cả những các bạn mà không thể uống được những loại rượu mạnh. Thì kamikaze khi mà take shot thì sẽ là rất là dễ uống. Cũng như cho một nhóm bạn đi chơi với nhau, chúng ta sẽ có thể tìm một giải pháp không nào. Thì tại sao không thử kamikaze shooter? Và đó là tất cả cho kamikaze today. Nếu như các bạn yêu thích kênh YouTube của Hào, đừng quên nhấn nút like, subscribe ở góc phải ngay màn hình và chia sẻ rộng rãi. Cũng như đừng quên để lại những comment, những câu hỏi mà bạn muốn đặt ra cho Hào. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tập tiếp theo của Mix It Up.